Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Rồi, chào các anh chị nha. Hôm nay chúng ta sẽ quay cái vườn dừa của chúng ta. Các anh chị thấy á, đúng không? Bên tay phải là vườn dừa của anh ta, phải của tôi nha. Bên tay trái mới của tôi. Rồi, đây. Các anh chị nhớ là cách này cũng khoảng 1 năm đúng không? Tôi có quay cái vườn dừa này cho các anh chị xem, thì lúc đó là nó chỉ khoảng lầm chừng là một thước thôi. Thì bây giờ là sau 1 năm hơn thì nó lớn như vậy nè. Chà. Đây chính là giống dừa Mã Lai. Giống dừa này nó không phải như là những cây dừa cao hồi xưa chúng ta thấy ở dưới quê nha. Ví dụ này, cây dừa cao nè. Đây, đó, cây dừa mà cao cao trên đó đó, đó chính là cây cây dừa mà của Việt Nam đó, là nó rất là cao và trái rất là bự, màu xanh. Còn dừa này á, là cái giống dừa Mã Lai, nó nhỏ thôi. Cao tầm chừng dưới 5 mét chứ không cao hơn 5 mét đâu. Cái thân của nó thì khoảng tầm chừng là một thước thôi, một thước. Nhưng mà trái rất là nhiều nha. Trái rất là nhiều. Đây, tôi cho quý vị xem nha. Cái trái dừa nè. Một cây thì nó có rất là nhiều hoài. Mỗi một hoài thì nó dao động tầm chừng đâu đó là 20 trái, 15 đến 20 trái. Đó. Một cây thì khoảng 1 tháng rưỡi nó cho chúng ta là được 2 hoài. Trung bình là 1 tháng rưỡi chúng ta bán một lần thì một cây nó sẽ có là 2 hoài. Mỗi một hoài là từ 15 cho tới là 20 trái. Tuy nhiên thì nó sẽ có nhiều cái hoài khác nó nhỏ nhỏ nữa. Sau khoảng tầm 1 tháng rưỡi sau khi mà mình hái đó, hết hoài này thì tới hoài kia nó sẽ phát triển lên. Thì một cây nó tầm là 2 hoài thì mỗi hoài 15 tới 20 thì một cây 1 tháng rưỡi sẽ có tầm là 30 cho đến 40 trái ha. Cái giá trung bình bây giờ ở dưới các cái vườn dừa đó, người nông dân của chúng ta đó, là khoảng tầm là 3.500 cho tới khoảng 4.000, 3.500 tới 4.000 đồng một trái. Thì cho 3.000 đi, cho 3.000 mà nhân cho 30 trái đi, thì một cây nó sẽ, một tháng rưỡi nó có được khoảng 90.000, 10 cây là 900.000, 100 cây là 9 triệu. Đó, nếu chúng ta mà có khoảng tầm 2 công đất hơn ha, thì trồng khoảng 100 cây, thì một tháng là chúng ta có là ít nhất khoảng là 10 triệu. Có những lũ sống ha, ở dưới quê mà. Đó, thì dừa thì mình không thể nào mà trồng nó gần với nhau được. Cây này thì cách cây kia khoảng 3 mét đến 4 mét để cho dừa nó không có chồng chéo với nhau. Cây này thì nó che nắng cây kia thì nó không phát triển tốt được. Đó, quý vị thấy á, chúng ta trồng là phải xa xa với nhau ha, 3-4 mét một cây. Đó, không thể nào trồng sát được. Trồng sát thì cây này nó sẽ che nắng cây kia. Tuy nhiên á, dừa thì chúng ta phải trồng là ở phía dưới giữa hai cái lằn dừa nè, nó sẽ có một cái đường mương. Thì đường mương thì thường nó sẽ khoảng tầm tô đó là 1 mét cho đến 1,5 mét để nó dẫn nước vào dừa ha. Đó, chúng ta phải móc đất lên là tạo thành một cái đường mương. Đó, đây, đây là dừa Mã Lai. Thì chúng ta thấy đi, nó có cái đít á. Đây, cái đít nè. Nếu cái hoài dừa nào á mà cái đít này nè, đít nhỏ nhỏ chỗ này nè. Đây, cái đít nhỏ nhỏ ở đây nè. Mà nó mà nhỏ nhỏ lại á thì dừa chúng ta không có tốt, bởi vì là nó không có được bón phân tốt thì nó không có tốt. Còn dừa nào mà nó cái đít mà nó tròn tròn đó thì đó mới là dừa tốt ha. Dừa này uống rất là ngọt nha. Trái của nó thì chỉ bằng 1/3 hay là 1/2 của dừa bình thường của mình thôi. Là dừa cao cao á đó. Và mấy cái hoài dừa ở trên đây á, hoài dừa non á, thì thường người ta sẽ lấy ra để người ta trang trí cổng hoa để làm đám cưới, đám hỏi đó. Rồi, chúng ta đi coi mấy cây khác ha. Đây, chúng ta qua cái cây này. Đây, đối với cái cây này á, thì nó đang có trái rất là nhiều. Đó, quý vị thấy không? Thì một hoài của nó là khoảng tầm đâu đó là 10 tới 15 trái. Đây, cái hoài nhỏ này ở trên đây là đang lớn nè. Mình sẽ hái cái hoài này mình bán nè. Xong rồi hái cái hoài dưới đây là mình bán nè. Thì cái hoài này nó cũng vừa lớn lên.
thì tháng rưỡi sau hoài lớn lên này mình sẽ bán cái hoài này ha. Đó. À, chúng ta tiếp tục đi qua cái hoài tiếp theo nữa, cái cây dừa tiếp theo nữa. Đây, qua tới cái cây này. Cây này thì cũng mới bán cho nên là trái cũng rất là ít nhưng mà trái non rất là nhiều ha. Trái nhỏ đó. Đây, qua qua bên đây mới nhiều nè. Đây. Đây là nhiều. Đây. Hoài bên đây thì đó, cái hoài nhỏ này là khoảng là 15 trái nè. Đó. Có rất là nhiều ong vô hút mật ha. Đó. Còn một trái lớn hái còn sót. Rồi, chúng ta đi vô ở phía trong để coi mấy hoài dừa ở phía trong. Đây, cây này thì không biết là nó bị cái gì á, thì nó lại không có trái. Đây, cây này không có trái. Cây này thì chắc mai mốt là mình phải bỏ đi. Bỏ đi rồi mình trồng cây khác quá chứ nó không có trái. Đây, tới cái cây dừa này. Đó. Thì các anh chị thấy không, trung bình là nó khoảng tầm là 30 trái cho một cây 1 tháng rưỡi. Rồi chúng ta vô tới cái cây dừa trong đây, cũng vừa mới bán xong luôn. Chính giữa ở hai bên cái hàng dừa đó là mình sẽ làm một cái mương nước như thế này ha. Rồi đi vô nữa. Đây, cây bên đây. Đây. Cái hoài này thì khoảng tầm là 1 tháng nữa mình bán nè, 1 tháng không tới đâu, 1 tháng nữa mình bán. Còn cái hoài này là khoảng tầm gần 1 tháng rưỡi nữa. Rồi tiếp tục. Đây, hai cây này thì do lúc trước là nó chết cho nên là mình mới trồng lại. Trồng lại thì nó chưa có trái, cây này luôn là cũng chưa có trái luôn. Chỉ lại là mấy cây nhỏ nhỏ ngoài kia nè, đó, mấy cây đó thì nó trời nắng mà cho nên là nó chết thì mình mới trồng lại, thì còn quá nhỏ ha, chưa có trái luôn đó. Mỗi cái hàng cây thì mình cách nhau hai bên đó, mỗi cái luống vậy là hai bên cũng cách nhau là 3 thước rưỡi 4 thước. Rồi tới cây trong đây là quý vị thấy không đó, dừa dưới quê đó. Dừa này mà mình chặt ra là mình uống nước ha, rất là ngọt luôn, hoặc là thậm chí là mình kho thịt. Ở dưới quê thì người ta sẽ vô nhà của mình rồi người ta hái, người ta đếm chục. Một chục á, thì tôi nhớ là đâu 12 trái đó. Một chục bây giờ là khoảng 30.000, 30.000, 35.000 chục. Rồi mình vô trong ha. Vô trong thì tới cái vườn dừa trong đây. Còn xa lắm quý vị. Đó, mình vô. Sâu 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 tuốt ở trong lận. Đây là cái hoài, cái vườn dừa này thì mình cũng mới bán xong luôn. Mới bán hết trái rồi. Thì ở chính giữa nó cũng có là cái mương nước. Trời bây giờ thì cũng đang nắng nóng cho nên là nước nó cũng không có nhiều. Cái mùa mà mưa đó thì nước lớn rất là cao. À. Sâu sâu vô chứ phía trong được nha các anh chị, xa lắm. Mình đi để mình tham khảo cái vườn dừa thôi. Thì bởi vì lâu lắm rồi mình mới về để mình quay. Lúc trước là tôi nhớ là tôi quay là coi dừa nó còn rất là nhỏ. Nay thì nó lớn rồi. À. Ở bên tuốt bên kia là có cam, tuốt bên kia là trồng cam, rồi có bưởi nữa. Rồi ở đây là có mấy anh đi sạc điện nè. Ở dưới quê thì thường người ta đi sạc điện đó, cái cá ở dưới ao và dưới mương rồi nhiều lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tham khảo cái khu bên đây ha. Khu bên đây thì chúng ta vừa trồng dừa rồi, đâu đó là chúng ta sẽ xen kẽ vô là cái chuối nữa để tăng gia sản xuất. Đó. Những cây chuối này thì là chuối sim đen. Đó. Đây là vườn bên đây thì trồng xen kẽ giữa hai cây. Đấy. Quý vị thấy không? Dừa của chúng ta ở Việt Nam này cũng dừa Mã Lai mà nhỏ nhưng mà ngọt dữ lắm. Rồi thôi, chia sẻ đến đây thôi nha. Xin chào quý vị nha. Lâu lâu thì tôi về tôi quay một vài clip ở dưới quê cho mọi người xem ha. Đó, các cây dừa.
Đây là cái cây mà tương lai là sẽ cho rất là nhiều trái, nhất là cái hoài này nè. Đó. Tương lai thì sẽ cho rất là nhiều trái. Mới bán xong cái cây này cho nên là nó cũng ít trái thôi, nhưng mà tương lai sẽ rất là nhiều trái ha. Bởi vì trái còn rất là nhiều. Rồi, xin chào quý vị nha. Chúc hai cái cây dừa nhỏ này trong tương lai sẽ mau lớn để cho trái, để phục vụ cho bà con cô bác. Ở dưới quê đó thì người ta bán tại vườn á, giá nó rẻ, nhưng mà khi mà thương lái đồ vô mà hái xong rồi đem về, rồi đem về đại lý, rồi đem lên đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, rồi phân phối lại cho bà con uống á, thì nó dao động ở thành phố đâu đó là 7-8 ngàn đồng một trái, coi như là giá gấp đôi gấp ba ha. Rồi, xin chào quý vị nha, chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. Đón xem những video clip tiếp theo của luật sư Vlog, chúng ta cùng nhau nhìn lại vườn dừa ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh luật sư Vlog. Kênh luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.